Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tư lệnh Mỹ tố cáo Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông và sẵn sàng đáp trả. Trả lời hãng tin quốc tế Reuters qua điện thoại, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nhật Bản tố cáo trong cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán, tần suất hoạt động của Hải quân Trung Quốc tăng vọt không chỉ trên Biển Đông mà ngay cả tại Biển Hoa Đông. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, Trung tướng Kevin Schneider hôm 5 tháng 6 năm 2020 tố cáo Trung Quốc đã lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán để bành trướng tại Biển Đông thông qua việc tăng cường các hoạt động trên biển nhằm đe dọa các nước có yêu sách chủ quyền tại đây. Đây là hình ảnh Trung tướng Kevin Schneider, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Trung tướng Kevin Schneider tuyên bố đang có sự gia tăng hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông. Các chiến hạm của Hải quân, tàu tuần duyên và tàu cá của dân quân biển quấy nhiễu tàu bè của các nước khác tại vùng biển bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Tướng Schneider nhận định Bắc Kinh vẫn sẽ có tiếp tục mức độ này. Nhật Bản là nơi quân Mỹ đồn trú nhiều nhất ở châu Á, có cả hàng không mẫu hạm, lực lượng thủy quân lục chiến, các phi đội chiến đấu. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ nước Nhật, lực lượng Hoa Kỳ còn được triển khai để răn đe Trung Quốc trước những hoạt động nhằm mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực, kể cả trên Biển Đông. Và không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên, Biển Đông còn là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất trên thế giới. Hàng năm, giá trị hàng hóa được vận chuyển qua vùng biển này lên tới 3.400 tỷ đô la. Đây là hình ảnh bản đồ Biển Đông với vị trí địa chính trị chiến lược cùng tài nguyên phong phú. Nhiều năm trở lại đây, Bắc Kinh luôn đòi hỏi chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông, tương đương 2,2 triệu km vuông và hoàn toàn phớt lờ lợi ích của các quốc gia láng giềng trong khu vực. Ngoài việc nhắm tới các mục tiêu chiến lược quân sự thuần túy, Trung Quốc còn có tham vọng kiểm soát tuyến hàng hải với các dòng chảy thương mại phục vụ cho không chỉ Trung Quốc mà còn các quốc gia Đông Á khác như Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vào giữa tháng 4 năm 2020, Trung Quốc đã tuyên bố thành lập hai đơn vị hành chính trên vùng Biển Đông, một trên quần đảo Trường Sa và một trên quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc cũng đã đặt tên cho 25 đảo dạng san hô và đá ngầm, gồm cả đảo đá nhân tạo mà họ xây dựng và 55 cấu trúc địa hình khác dưới mặt biển. Những việc này liên tiếp xảy ra trong bối cảnh Mỹ, quốc gia ủng hộ các nước nhỏ ở Đông Nam Á có mâu thuẫn với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, rút tàu sân bay Theodore Roosevelt lớn nhất của họ ra khỏi khu vực sau khi phát hiện có viêm phổi Vũ Hán lây lan trên con tàu này. Cũng trong thời gian này, Trung Quốc tiếp tục sử dụng các tàu chiến của Quân Giải phóng Nhân dân cũng như lực lượng cảnh sát biển để gây sức ép đối với các quốc gia trong khu vực. Đây là hình ảnh tàu hải quân Indonesia phát hiện một tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc trong chuyến tuần tra vào hôm 11 tháng 1 năm 2020. Lực lượng Trung Quốc công khai treo cờ nước này ở các vùng biển mà Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia tuyên bố chủ quyền. Vào đầu tháng 4 năm 2020, một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Việt Nam và bắt giữ 8 người trên tàu. Tuy nhiên, Bắc Kinh không dừng lại ở việc sử dụng các biện pháp quân sự. Tàu cá Trung Quốc còn tiến hành đánh bắt cá trái phép gần quần đảo Natuna ở cực Nam Biển Đông, vốn thuộc về Indonesia và cách lãnh thổ Trung Quốc hàng nghìn km. Ngoài ra, Trung Quốc còn sử dụng mọi phương thức để ngăn chặn việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở vùng đặc quyền kinh tế của nước khác. Vào trung tuần tháng 5 năm 2020, trước sức ép của các tàu Trung Quốc, một tàu nghiên cứu hoạt động theo hợp đồng ký kết với tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia đã buộc phải rời khỏi khu vực thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Và bằng những hành động của mình, Bắc Kinh đang thách thức luật pháp quốc tế cũng như quốc gia có chủ quyền hợp pháp trên Biển Đông. Giới chuyên gia cũng có dự đoán rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới vừa tập trung vào việc xử lý dịch bệnh, vừa hồi phục kinh tế và Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nên không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ lợi dụng tình hình này để tuyên bố vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông. Đây là hình ảnh vệ tinh chụp ngày 13 tháng 5 cho thấy các máy bay quân sự KZ-500 và KQ-200 và Z-8 hiện diện ở bãi đá chữ thập. Cựu đại tá Hải quân Mỹ cũng là giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ, hiện đang giảng dạy ở Đại học Hawaii, Mỹ về quan hệ quốc tế và lịch sử. Ông K. Schutter đã nhận định như sau. Thực tế, nhiều khả năng Trung Quốc có kế hoạch thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa tuyên bố vùng nhận dạng ở Biển Đông trong năm nay, nhưng điều này có thể dẫn ra vào năm sau. Trung Quốc có thể đang chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới và muốn hệ thống tên lửa đối không tại bãi đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa
được lắp đặt hoàn thiện. Thực sự khi tính toán thấy có đủ khả năng và xử lý các phản ứng của quốc tế, Bắc Kinh sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Thêm vào đó, một lý do cho việc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang muốn thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ để phục vụ đối nội bằng cách gây ấn tượng về việc từng bước lấy lại những gì mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền của họ. Hơn nữa, Tổng thư ký Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế bà Liễu Phương, một người Trung Quốc, nên nếu tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, Bắc Kinh đủ sức tạo ảnh hưởng để kiểm soát mức độ phản ứng của tổ chức này. Và đồng thời, cựu đại tá Shooter cho rằng Mỹ đang sẵn sàng khung pháp lý để đáp trả việc Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt rời cảng Apra ở Guam vào ngày 4 tháng 6 năm 2020. Ông cũng nhận định tiếp như sau: việc Mỹ vừa có văn bản gửi lên Liên Hợp Quốc để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông nhằm thiết lập sự viện dẫn dựa theo luật pháp quốc tế để sẵn sàng đáp trả các hành động ở Bắc Kinh, trong đó có nguy cơ Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Tại Biển Đông, Mỹ cũng đã liên tục tiến hành nhiều cuộc tập trận và cả hoạt động của các chiến hạm, máy bay ném bom nhằm kiềm chế Trung Quốc. Và mới đây, vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, tàu sân bay Theodore Roosevelt đã được đưa ra biển trở lại để tiếp tục nhiệm vụ phục vụ ở Thái Bình Dương. Chiếc tàu sân bay khổng lồ đã án binh bất động trong khoảng 10 tuần lễ vì bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán, khiến 1/5 trong số 5.000 thủy thủ trên tàu bị lây nhiễm. Con tàu trở lại khu vực hoạt động của Hà Nội 7, Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh hàng hải với các quy tắc giãn cách xã hội mới, kể cả phục vụ nhiều bữa ăn và những giờ khác nhau, Hải quân cho biết điều đó. Và tân hạm trưởng Carlos nói tàu Theodore Roosevelt đã trở lại biển như một biểu tượng của hy vọng. Và sự trở lại của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã thu hút được sự chú ý lớn của thế giới quan sát trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang ở Biển Đông liên tục. Đây là hình ảnh nhóm các tàu tác chiến sân bay Liêu Ninh trong cuộc tập trận ở Biển Đông được diễn ra vào tháng 4 năm 2020. Có thể nói đây là sự hiện diện mang tính biểu tượng khi Mỹ thời gian qua liên tục tố Trung Quốc đã lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán và sự suy yếu vì dịch của Hải quân Mỹ để đẩy mạnh các hoạt động quyết đoán ở Biển Đông. Hồi nửa đầu tháng 4, truyền thông Trung Quốc còn khoe rằng Hải quân nước này kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tốt hơn Hải quân Mỹ khi nhóm tàu tác chiến sân bay Trung Quốc đang tiến xuống Biển Đông để tập trận. Tờ báo Hoàn Cầu Thời báo còn thể hiện niềm tự hào rằng trong khi nhóm tàu sân bay Trung Quốc đang thực hiện nhiệm vụ, thì 4 tàu sân bay của Hải quân Mỹ gồm các chiếc tàu USS Theodore Roosevelt, USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson và USS Nimitz đã bị gián đoạn hoạt động do xuất hiện các trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên tàu. Cũng theo tạp chí Business Insight, thời điểm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt phải neo ở căn cứ đảo Guam vì tình trạng lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán kể từ tháng 3, cũng là lúc Trung Quốc tăng cường những thách thức các hoạt động của Hải quân Mỹ, đặc biệt là ở Biển Đông. Red Vettner, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Nam Á, trả lời trên đài truyền hình Fox News rằng kể từ giữa tháng 3, các máy bay Trung Quốc đã có ít nhất 9 lần quấy rối máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông. Ông Vettner cũng cho rằng Trung Quốc tiếp tục có những hành động leo thang căng thẳng và gây rủi ro. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói không ít lần các hành động quấy rối của máy bay Trung Quốc được coi là không an toàn, nhưng không tiết lộ chi tiết. Hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc không chỉ giới hạn trên bầu trời. Ông Vettner tiết lộ rằng một tàu hộ tống của Trung Quốc đã tách đội hình khỏi nhóm tác chiến tàu sân bay có hành động không an toàn và không chuyên nghiệp ngay gần tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mustin của Mỹ ở Biển Đông. Việc đưa tàu sân bay hạt nhân US Theodore Roosevelt hoạt động trở lại hy vọng sẽ hạn chế được những hành vi khiêu khích ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, và trong đó Việt Nam là một trong những nạn nhân. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2020 với bản tin Mỹ tố cáo Trung Quốc trên Biển Đông và sẵn sàng đáp trả. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de